chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên HTV7. Xin chào quý vị, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay thứ Sáu ngày 17 tháng 8. Xin mời quý vị theo dõi những tiết mục sau đây. 19 giờ quà tặng tri thức, 19 giờ 30 phút phim hoạt hình Fisher Fossey, 19 giờ 50 phút tình thế giới, 20 giờ chúc mừng sinh nhật, 20 giờ 30 phút chương trình vượt lên chính mình, 21 giờ ký sự Tân Đảo, 21 giờ 10 phút chúc phim phim truyện Việt Nam Gọi Giấc Mơ Về tập 8, 22 giờ tin trong nước, 22 giờ 15 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Tạm Biệt Đơn Côi tập 20, 23 giờ 10 phút tin cuối ngày tình thế giới tình thể thao, 23 giờ 30 phút người chiến thắng. Chương trình rạng sáng ngày 18 tháng 8 gồm có những tiết mục sau đây. 0 giờ 30 phút sân khấu Về Khuya cải lương sự hy sinh vô nghĩa. 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Ngọn Nến Hoàng Cung tập 31 và 32. 3 giờ 30 phút Thế Giới Đó Đây CTEC. 4 giờ Khéo Tay Hay Làm Thạch Bông Lan Cốc Tai. 4 giờ 15 phút Câu Lạc Bộ Thể Thao. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình truyền hình tối nay.